Lệ Phi Vũ dâng lên một tia giận dỗi, nói. Đừng vội vu oan chửi bới thương minh, trước khi ngươi thuê tử phòng đã có quy định rõ ràng, gặp được khách quý đẳng cấp cao hơn, phải nhường lại. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên, một đạo kim mang bắn xuyên qua. Lệ Phi Vũ vươn tay bắt lấy, định mắt nhìn đi, lập tức mắt choáng váng, cả kinh nói. Nhị đẳng khách quý, cái này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đây là lệnh bài mà lão nhân kia đưa cho ta, hắn còn dù thế nào cũng bắt ta mang đi chật chật lại một lần nữa kiến thức danh dự thương minh rồi điếm đại lấn khách nói ra thật sự tràn đầy nước mắt a à. phốc phốc phi nghe nhịn không được trực tiếp cười phun ra mọi người cũng một hồi im lặng hắn đã đánh cho mấy người thương minh tàn phế rồi còn nói tràn đầy nước mắt người ta tràn đầy đều là máu a à. lệ phi vũ vừa xoay người hỏi sao lại thế nào tiết hồng đào trên mặt đỏ bừng lúc hắn tìm đến lý vân tiêu đối phương quả thật lấy ra khối lệnh bài nhị đẳng của thương hội thiên nguyên kia nhưng hắn một lòng muốn khoe khoang thành tích trước mặt mọi người tăng thêm lý vân tiêu đánh cho mấy tên hộ vệ lúc trước ngất xỉu ở cửa ra vào cho nên mới không nói hai lời liền bảo hắn xéo đi chuyện tiếp theo dĩ nhiên chính là bi kịch rồi tiết hồng đào hiện giờ nhớ tới còn cảm thấy hoảng sợ lau đi máu mũi run rẩy không ngừng lệ phi vũ trông thấy nét mặt của hắn lập tức đã hiểu rõ bảy tám phần trong nội tâm thầm kêu không xong Mồm mép Lý Vân Tiêu hắn rõ ràng nhất, chuyện vô lý cũng có thể nhấc lên vài phần đạo lý, hú chi hiện giờ đối phương còn chiếm được đạo lý, lần này thật sự hoàn toàn bị động rồi. Thì ra ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Đột nhiên Chu Sở kêu một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, lộ ra vài phần sát khí. Lý Vân Tiêu cúi đầu trông lại, ánh mắt xẹt qua trên thân hai người, lúc thấy Tần Xuyên đồng tử không khỏi hơi co lại, tựa hồ cảm nhận được một cổ khí tức bất thường. Hắn khẽ liếc qua Chu Sở, nói: ngươi là thứ gì? Ta có biết ngươi sao? Hừ hừ, không biết cũng không có sao, ngươi lập tức sẽ biết, hơn nữa cả đời khó quên. Khí tức trên thân chu sở thoáng một cái tản ra, sắc khí lang liệt khiến người bốn phía đều cảm thấy một hồi không khỏe. Tần xuyên nhíu mày nói. Chu sở, ngươi nhận thức hắn. Chu sở nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cười lạnh nói. Ngươi đây xem như tự chui đầu vô lưới rồi, Tần xuyên. Trước khi đến ta đã nhận được tin tức từ thành định thiên truyền đến, Người này chính là đồng lõa với sát tinh đồ diệt phủ thành chủ kia. Cái gì? Hắn là đồng lõa? Tần Xuyên cũng lắp bắp kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Danh tiếng Lý Vân Tiêu hắn đương nhiên rõ ràng, hơn nữa nhìn qua liền có cảm giác như mênh mông không thấy đáy, như lâm vào thâm uyên vậy. Hắc hắc, Lý Vân Tiêu, theo ta quay về thánh vực bàn giao đi thôi. Chu Sở Lạnh giọng nói ra, khí tức trên thân thoáng cái liền tập trung vào Lý Vân Tiêu, sát ý cuồn cuộn mà ra ta nói sao lại đột nhiên nhiều ra hai khuôn mặt xa lạ, thì ra là đến từ thánh vực." Trong mắt Lý Vân Tiêu khẽ lóe hàn quang, giải thích nói: "Chuyện thành Định Thiên không có quan hệ với ta." Chu Sở cười lạnh nói: "Ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ sao? Theo ta trở về giải thích đi." Lý Vân Tiêu nhíu mày ra, nói: "Nếu lời ta nói đã không tính, vậy muốn ta trở về với ngươi làm gì?" Chu Sở sững sờ, lập tức hừ lạnh nói: dù có nhanh mồm nhanh miệng thế nào cũng vô dụng. Cả người hắn bay lên trời, khí tức trên người đột nhiên thoáng cái gầm thét lên, toàn bộ bầu trời chấn động, tựa như sóng biển ngập trời, tầng tầng áp tới. Lý Vân Tiêu biến sắc, không thể tưởng được đối phương một lời không hợp đã động thủ, uy áp ngập trời lăng không mà đến kia cơ hồ như muốn hóa thành thực chất rồi. Nhưng hắn cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn về phía Lệ Phi Vũ, nói: "Phi Vũ huynh, có người không có bằng chứng muốn ra tay với ta, xin hỏi trong quy củ thương minh?" Đối với loại chuyện này là quản hay mặc kệ. Lệ Phi Vũ trong nội tâm mắng câu lão hồ ly, hắn cũng muốn mượn tay Chu Sở xem thử thực lực Lý Vân Tiêu bây giờ đến cùng như thế nào, lại không nghĩ hắn trực tiếp dẫn tai họa về phía mình. Cái này, cái này nên quản hay mặc kệ đây? Lệ Phi Vũ cũng thoáng cái trở nên vô cùng khó xử. Lý Vân Tiêu nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu các ngươi mặc kệ thì ta đây cũng yên tâm ra tay, trực tiếp đánh chết hắn là được rồi." Lệ Phi Vũ đột nhiên lại càng hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh, vội nói: "Tĩnh Nhã Thánh Địa không cho phép tứ đấu, để tránh hủy hoại thánh địa, đây là quy củ của Thương Minh định ra." Hắn quả thực sợ rồi, Lý Vân Tiêu làm việc chưa bao giờ kể đến hậu quả. Nếu ngươi nói câu mặc kệ, Thương Minh liền đã mất đi lập trường ra tay. Chờ hắn thật sự đánh chết Chu Sở thì chính là chuyện chọc thủng trời, dù là Thương Minh cũng sẽ dính vào phiền toái cực lớn. Ha ha, cuồng vọng muốn đánh chết ta. Chết cười mất. Chu Sở giận quá thành cười, trên người khí thế bành trướng mà lên, lực lượng uy áp tuyệt cường kia tầng tầng điệp ra, như sóng biển càng thêm hung mãnh. Lý Vân Tiêu không động chút nào, tùy ý để thân thể không ngừng chìm nổi biến ảo trong khí lãng kia, lạnh lùng nói: "Phi Vũ huynh, hiện giờ hắn đã xuất thủ, ngươi nếu không dùng quy củ thương minh áp chế hắn thì ta sẽ dùng quy củ của ta giết người đấy." Lệ Phi Vũ cả kinh, vội nói: "Chu Sở huynh, việc này do ta đến xử lý." Chu Sở quay mạnh đầu lại, ánh mắt như đau, nhìn chằm chằm vào lệ phi vũ, hung hăng nói. Chẳng lẽ ngươi sợ hắn giết ta? Trong mắt hắn nộ khí trùng thiên, một loại nổi giận vì bị khinh thị khiến bị hắn sát ý ngập trời. Trần Phong cau mày nói. Chu sở, phi vũ huynh cũng là có ý tốt, huống hồ nơi này là địa bàn thương minh, hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy định thương minh. Từ sau khi Trần Phong viễn cố ý kết giao Lý Vân Tiêu, hắn cũng tự nhiên đứng ở bên phía Lý Vân Tiêu. Bốn người bọn họ rõ ràng thực lực Lý Vân Tiêu nhất, biết rõ hắn tuyệt đối có lực lượng chém giết chu sở chỉ là nếu thật sự giết chu sở thì trong thiên hạ sẽ không người nào bảo hộ được hắn nữa rồi cho nên trần phong cũng có ý đề điểm nói vân tiêu huynh chu sở chính là đệ tử đắc ý của thánh vực thương ngô khung đại nhân thực lực phi phàm tất cả mọi người chuyện gì cũng từ từ để tránh tổn thương hòa khí ân lý vân tiêu nhướng mày tựa hồ nghĩ tới điều gì đó trong con người hiện lên tinh mang thì ra là đồ đệ của thương ngô khung sắc mặt chu sở trầm xuống, cả giận nói. Danh hào gia sư, há có thể để ngươi tùy ý gọi. Tính cách của hắn vốn cao ngạo, trong cùng thế hệ ngoại trừ tần xuyên gia, có thể lọt vào mắt hắn căn bản cũng không có mấy người. Danh hào nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân của Lý Vân Tiêu hắn đã sớm nghe qua, thập phần khinh thường, tăng thêm thái độ của bọn người lệ phi vũ giống như hắn thật sự sẽ bị đánh chết vậy. Cơ hồ khiến hắn giận điên lên, cuối cùng Lý Vân Tiêu gọi thẳng thương ngô khung, ngay cả tôn sưng cũng không có, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp phát tác ra. Lúc này hai tay hắn hợp lại, một đạo kim mang ngưng tụ trong song trường, mạnh mẽ chém tới. Bầu trời thoáng cái hí, à, zzz một tiếng, đã bị cắt đứt ra, bốn phía chảm nhận một mảnh hắc mang, không ngừng cắn nuốt linh khí, chuyển hóa thành kim quang chi lực. Võ giả ở xa xa xem náo nhiệt đều kinh hãi, nhưng hơn nữa là hưng phấn. Chảm kích của chu sở vừa ra, tất cả mọi người liền cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt chi khí đập vào mặt. Nhưng người thực lực hơi thấp ở xa xa, toàn bộ đều thối lui ra sau để tránh bị liên lụy đến. Tốc độ chảm kích cực nhanh, lập tức liền lướt qua người Lý Vân Tiêu, chém cả người hắn thành hai nửa. Nhưng cao thấp hai nửa thân thể thoáng cái bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó lăng không lắc lư, vậy mà lần nữa tụ hợp lại, dần dần trở nên rõ ràng, lộ ra chân thân Lý Vân Tiêu. Chu sở trong lòng chấn động mạnh một cái, thân pháp Lý Vân Tiêu tránh né vậy mà hắn lại không thể nhìn ra sở hở. Lý Vân Tiêu ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói. Lệ phi vũ, ta mở miệng một lần cuối cùng, thương minh nếu mặc kệ thì, ta sẽ động thủ. Lệ phi vũ biến sắc, cũng rốt cục có chút tức giận rồi, lạnh giọng nói. Chu sở, thánh vực có quy củ thánh vực, thương minh có quy củ thương minh, mong rằng ngươi tôn trọng một chút. Chu sở vẻ mặt vẻ giận dữ và sát khí, toàn bộ sắc mặt âm trầm bất định. Tần xuyên tiến lên một bước, nói: "Chu Sở, coi như xong, đừng làm khó dễ Phi Vũ huynh nữa, hơn nữa Vân Tiêu công tử nói hắn không có quan hệ với chuyện thành Định Thiên, dùng thân phận của hắn tự nhiên sẽ không lừa gạt chúng ta." Chu Sở hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy, lần này coi như xong, nhưng giữa ta và hắn chưa xong đâu." Trong mắt Tiết Hồng Đào đột nhiên lóe lên hàn quang, nói: "Trong Tĩnh Nhã Thánh địa có lôi đài chuyên môn dùng để tỉ thí." chỉ cần song phương ký giấy sinh tử, liền bất luận sinh tử, bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Đầu của hắn sưng lên như heo vậy, trong mắt lộ vẻ oán độc. Lý Vân Tiêu trước kia đánh hắn, cũng chú ý tới đúng mực, chỉ khiến hắn nhìn tương đối thê thảm thôi, cũng không chính thức bị thương nặng, cho nên thoáng cái đã khôi phục lại. Tất cả mọi người biến sắc, hào khí lập tức trở nên có chút khắc nghiệt. Chu sở nhếch miệng cười cười. Hắc hắc, phi vũ huynh, thật vậy chăng? Lệ Phi Vũ hung hăng trừng tiết hồng đảo, nói. Quả thật có, nếu như hai vị muốn lên thì ta tự nhiên không phản đối, nhưng phải ghi rõ giấy sinh tử, tất cả không có quan hệ với thương minh ta. Chu sở cười ha hả quát từng chữ. Ha ha Lý Vân Tiêu, ngươi có dám không? Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Đột nhiên một đạo âm thanh chuyển đến, nói. Khục khục, chư vị đều là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, nhân tài kiệt xuất trên đại lục, cần di động một chút lại phân sinh tử chứ. Chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nhiều ra hai người, lại không ai có thể phát giác. Chu sở trong nội tâm cả kinh, quát. Các ngươi là ai? Lão giả kia cười ha ha nói. Lão hủ hàng quân tử, đại trưởng quỹ tinh nguyệt trai. Hai người này chính là hàng quân đỉnh và quỳ hoa bà bà. Lúc quỳ hoa bà bà xuất hiện, chỉ quét qua lý vân tiêu liên sụ mặt xuống sắc mặt lạnh như băng không nói một lời hàng quân đại nhân lễ phi vũ vội bước lên phía trước hành lễ hàng quân tử không chỉ là đại trưởng quỹ tinh nguyệt trai hơn nữa thay thế hội trưởng tinh nguyệt trai hành xử hết thảy toàn lực cũng là đại hội trường thân phận còn cao hơn hắn một cấp độ tiết hồng đào vừa thấy người đến cũng vội vàng xông lên phía trước vẻ mặt cầu xin kêu dên nói hàng quân đại nhân quỳ hoa bà bà các ngươi phải vãn hồi mặt mũi cho Thương Minh a. À. Tu vị Hàn Quân Đình hắn nhìn không thấu, nhưng quỳ hoa bà bà lại là võ đế cửu tinh mà người trong Thương Minh đều biết. Theo Tiết Hồng Đào thấy, chỉ cần nàng chịu ra tay, tại chỗ có thể trấn áp Lý Vân Tiêu, thay hắn báo thủ. Sắc mặt hàng Quân Đình trầm xuống, không chút khách khí khiển trách quát mắng. Chính là vì có những kẻ bất lực như ngươi nên Thương Minh mới mất hết mặt mũi đấy, cút cho ta, ngươi, ngươi. Tiết Hồng Đào thoáng cái mắt choáng váng cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, kinh ngạc đứng ở đó. Quỳ hoa bà bà cũng sắc mặt phát lạnh, quát. Trưởng quầy bảo ngươi cút, còn đứng ở nơi đây làm gì? Hẳn là muốn lão thân động thủ sao? Tiết hồng đào toàn thân run lên, hắn tự nhiên biết rõ sự lợi hại của quỳ hoa bà bà, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tốt tinh nguyệt trai, khoản sổ sách này tiết hồng đào ta nhớ kỹ. Trên mặt hắn vốn xanh một miếng tím một khối, nhưng bây giờ hai mặt đỏ bừng, tự giác không còn mặt mũi nào lưu lại nữa, quay người lại liền hóa thành độn quang bay đi mất. Hàn Quân Đình tựa hồ không để ý đến chuyện dâu riêng này, tiếp tục cười nói. Chư vị đều là người trẻ, khó tránh khỏi hỏa tính hơi lớn, không bằng để lão phu làm người trung gian, bán ta chút mặt mũi, mọi chuyện cứ vậy cho qua đi. Trên mặt chu sở cảm thấy không thoải mái, vừa định nói ngươi là cái thá gì, dựa vào gì lại bán mặt mũi cho ngươi. Tần xuyên nhìn ra tâm tư của hắn, đoạt trước một bước nói. Nếu đại trưởng quỹ của tinh nguyệt trai đã ra mặt, vậy mặt mũi này tự nhiên phải bán rồi. Hừ, chu sở hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa. Hàng quân đình lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu trên bầu trời, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cười ha ha nói. Không biết Vân Tiêu công tử thì sao, có thể bán cho lão phu một cái mặt mũi không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Mặt mũi của ngươi, ta tự nhiên sẽ bán. Bọn người Trần Phong trong lòng có chút nhảy dựng, cảm thấy có chút cổ quái. Lấy hiểu biết của bọn hắn đối với Lý Vân Tiêu, đây chính là người mặt mũi ai cũng sẽ không bán à. Những người này không khỏi đánh giá Hàn Quân Đình thêm vài lần, đối với người thương minh mới xuất hiện này cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Thuật ngụy trang của Hàn Quân Đình đã đạt đỉnh phong, bọn hắn tự nhiên không nhìn ra gì, chỉ cảm thấy lão đầu này thần thần bí bí. Ha ha, xem ra chút tình mọn của lão phu vẫn còn dùng được. Hàn Quân Đình nói, trước khi đấu giá hội hàng năm bắt đầu, đều có một tiểu hội trao đổi vật phẩm cao cấp. Mà tiểu hội trao đổi lần này đúng là do Lão Phu chủ trì. Ta nghe nói thành tân duyên thoáng cái đến rất nhiều thanh niên tài tuấn thành danh nên nhịn không được chạy đến, muốn mời các vị tham gia. Lệ Phi Vũ động dung nói. Hàng quân đại nhân, giao lưu hội vật phẩm cao cấp lần này muốn bắt đầu sao? Hàng quân đỉnh cười nói. Ngay vào đêm nay, trong tử diễm các của tinh nguyệt trai, hy vọng chư vị đều có thể đến. Quỳ hoa bà bà dương một tay lên, lập tức mấy đạo quang mang hồng sắc bay vụt tới mọi người. Mỗi người đều chụp tới trước, là một tấm thiệp mời thiếp vàng. Lệ Phi Vũ cười nói, lần này ta nhất định phải đi mở rộng tầm mắt, mấy năm trước đều có việc nên bỏ lỡ, không biết năm nay tinh nguyệt trai thỉnh cao nhân phương nào đến. Hàng Quân Đình cười nói, chư vị ở đây không phải là cao nhân sao? Lão Phu đêm nay ở tử diễm các chờ chư vị đại giá. Tần Xuyên thấy hắn muốn rời đi, vội hỏi nói, chậm đã ta nghe nói mua bán tình báo của tinh nguyệt trai giá trị còn trên cả vạn bảo lâu rất muốn tiếp xúc với hàng quân đại nhân một chút đấy hàn quân đình có phần có thâm ý nhìn hắn một cái cười nói đó là ngoại nhân khen chặt rồi tinh nguyệt trai rất thích làm sinh ý với tần xuyên công tử ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua lý vân tiêu ho khan hai tiếng giống như đúc liền cùng quỷ hoa bà bà rời đi trong mắt tần xuyên lóe lên một đạo tinh mang rồi biến mất trầm tư thoáng một phát nói chu sở chúng ta đi thôi. Chu sở ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy hàn ý, nói. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, hy vọng vận khí của ngươi vĩnh viễn luôn tốt như vậy. Nhìn hai người này hóa thành hào quang rời đi, phi nghe rốt cục nhịn không được khanh khách cười nói. Cũng không biết là ai vận khí tốt, nếu là chu sở cứ tiếp tục như vậy thì hỏng bét rồi. Kỳ quỷ cũng khó được lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta dự cảm hắn nhất định sẽ hỏng bét. Lệ Phi Vũ cười khổ nói: "Thực lực Chu Sở huynh mạnh mẽ tuyệt đối, cũng không thể coi thường, Vân Tiêu huynh nếu thật gặp phải thì nhất định cũng phải cẩn thận không thể xem thường được." Trần Phong nói: "Phi Vũ huynh sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì ngươi không có trải qua trận chiến trấn hải mộc. Đừng nói Chu Sở, coi như là Tần Xuyên gặp phải Vân Tiêu huynh, cũng chỉ có nước bại trận." Lệ Phi Vũ cả kinh, nói: "Chẳng lẽ Trần Phong huynh đã thấy Tần Xuyên ra tay?" Trần Phong lắc đầu nói: không có. Lệ Phi Vũ nhướng mày, nói. Tần Xuyên chính là người thần bí nhất trong lớp trẻ thánh vực ngoại nhân chưa bao giờ thấy qua hắn ra tay, như nhân tài kiệt xuất trong thánh vực đều cực kỳ tán thưởng hắn. Mà ngay cả cuồng đồ cuồng vọng không bị trói buộc, ai cũng không để vào mắt như chu sở đối với hắn cũng tâm phục khẩu phục, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trần Phong mỉm cười, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ta mặc dù chưa thấy qua Tần Xuyên ra tay, nhưng đã thấy qua Vân Tiêu huynh ra tay, cho nên ta tin tưởng tần xuyên cũng không phải đối thủ của vân tiêu công tử nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng lệ phi vũ nghe được trong nội tâm thất kinh nhịn không được lần nữa đánh giá đến lý vân tiêu lý vân tiêu ngưng giọng nói tần xuyên kia không đơn giản ta cũng ẩn ẩn không nhìn thấu hắn phi nghe cười nói ta trước kia cũng cảm thấy như vậy nhưng hiện giờ phát hiện vân tiêu công tử càng khiến ta nhìn không thấu hơn nàng cười một tiếng nháy mắt nói Hiện giờ cách hoàng hôn còn sớm, không biết Phi Nghê có thể may mắn thỉnh Vân Tiêu công tử nói chuyện riêng được không? Lý Vân Tiêu nói, miễn đi, ta ra 5 tỷ thuê tử phòng này tu luyện, một tấc quang âm một tấc vàng, không có việc gì thì xin về trước đây. Phi Nghê thấy hắn quay người muốn đi, vội vàng nói, chậm đã, Phi Nghê thật sự có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nói, có việc cứ nói trước mặt mọi người là được. Phi Nghê tức đến dậm chân, giận dữ nói. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhất, mà ngay cả một mình nói chuyện với ta cũng không dám sao. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không phải không dám, mà là không cần thiết. Phi nghe lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, nếu giờ ngươi rời đi, ta sẽ nói cho người trong thiên hạ biết, ngươi phi lễ ta. Mấy người còn lại đều lập tức ngốc trệ, nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, mà ngay cả kỳ quỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất thoáng cái như không biết phi nghe vậy. Thân thể Lý Vân Tiêu thoáng cái cứng lại, im lặng nói: "Ngươi một nữ hài tử, hơn nữa lại là Long gia thiếu chủ, thân phận không giống tầm thường, trước mặt nhiều người như vậy nói lung tung, cũng không cảm thấy xấu hổ sao?" Hai gò má Phi nghê đã sớm phủ một tầng ửng đỏ, cắn chặt môi dưới, nói: "Đây đều là ngươi bức ta." Hào khí thoáng cái trở nên xấu hổ. Trần Phong giống như cười mà không phải cười, nói: "Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải xử lý." đi trước đây. Chư vị cáo tử, buổi tối gặp lại. Lệ Phi Vũ nói, ta cũng thế. Kỳ quỷ cũng gật đầu nói, ta cũng vừa nhớ tới. Đi thôi, đi thôi. Lệ Phi Vũ không đợi hắn nói chuyện đã kéo lấy hắn, mấy người lập tức hóa thành một đạo động quang liền biến mất tại chỗ. Hào khí xấu hổ lúc này mới mất sạch, Phi Nghê bướng bỉnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, nói. Vân Tiêu công tử, hiện giờ còn muốn cự tuyệt ta sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: Đi theo ta ha. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở trong tử phòng. Lý Vân Tiêu vung tay lên bàn đá, lập tức một bàn rượu ngon món ngon xuất hiện. Phi Nghe xoay chuyển ánh mắt, cười nói: Tốt một cái mượn hoa hiến Phật, những linh quả quỳnh tương này đều là của thần mộc thế gia ha. Lý Vân Tiêu phối hợp ngồi trên mặt ghế đá, cầm lấy trái cây không chút khách khí ăn lấy, một chút phong độ cũng không có. Có chuyện gì nói thẳng đi phi nghe tiện tay cầm lấy một quả trái cây màu đỏ thắm nhẹ nhàng để vào trong miệng nhấm nháp sâu kín nói mục đích của ta vân tiêu công tử hẳn đã rõ nếu không sao lại cự tuyệt một mình gặp ta chứ lý vân tiêu nhìn nàng nói phượng hoàng chân hỏa sao thân sắc phi nghe thoáng cái liền nghiêm nghị cắn cặp môi đỏ mọng đó quả nhiên là phượng hoàng chân hỏa không thể tưởng được thế gian lại vẫn còn thần hỏa lưu lại nàng cả người đều vô cùng kích động thân thể mềm mại khẽ run lên Lý Vân Tiêu nói. Ha ha, tất cả mọi người đều là người thông minh, ta cũng không quanh co với ngươi nữa. Nếu ngươi nhận biết đó là Phượng Hoàng Chi Hỏa, thì nên biết giá trị của nó, ngươi dựa vào gì muốn nó từ ta chứ. Phi Nghê cắn răng nói. Thế gian vạn vật đều có giá, ta hiện giờ quả thật không lấy ra thứ gì ngang với thần hỏa. Nhưng nếu ta có thể được thần hỏa này, tất nhiên trở thành người thừa kế thứ nhất của Long Gia không thể dao động. Ta có thể hứa hẹn, tương lai nếu ta chủ chính thiên lĩnh Long Gia, có thể vô điều kiện giúp ngươi làm ba chuyện lý vân tiêu cười lạnh nói đợi đến khi ngươi chủ chính long gia ta mặc dù không phải vô địch thiên hạ cũng là thế gian hiếm có địch thủ rồi có chuyện gì cần ngươi đi làm chứ phi nghe sững sờ trầm tư thoáng một phát liên cắn răng nói ta cũng không cần ngươi đưa thần hỏa cho ta chỉ cần để cho ta tu luyện ở trong đó là được lý vân tiêu cau mày nói cái này có gì khác nhau cũng không thể cho ngươi mỗi ngày đi theo ta được vì sao không thể? Phi Nghê đột nhiên nói, trên mặt dâng lên hai mảnh đỏ ửng, thẳng thắn nói. Dùng thực lực của ta, mặc dù không thể giúp ngươi gì, ít nhất cũng không trở thành cản trở. Còn nữa, còn nữa. Nàng cắn chặt răng, đôi môi cơ hồ muốn chảy ra máu. Còn nữa, mặc dù ngươi muốn, ngươi muốn ta, ta cũng nguyện ý. Nói ra câu sau, thanh âm cơ hồ như mũi kêu, khó mà nghe rõ nữa rồi. Lý Vân Tiêu triệt để ngốc trệ, há to mồm ra, miệng đầy cặn quả, sững sờ ở đó. Phốc. Phi nghe thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của hắn, bên tai cũng đỏ bừng, vẫn nhịn không được cười lên một tiếng, nói. Ngốc tử, sao hả, động tâm rồi sao? Nàng thả tóc dài, cả người đỏ bừng như lửa, thân thể no đủ vốn đã câu hồn đoạt phách. Thêm vào cười cười vũ mị càng có một cổ hương khí xông vào mũi, tăng thêm hào phóng chủ động như vậy thật sự khiến ít hầu người một hồi khô khốc. Ọt ọt, Lý Vân Tiêu cũng nuốt nước miếng, vội vàng rót ra một bình quỳnh tương ngọc dịch ọt 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 tới mấy ngụ. Khanh khách. Phi Nghê đột nhiên cười lớn, loại cảm giác ngượng ngùng kia tựa hồ mất sạch, rất hứng thú đánh giá Lý Vân Tiêu, nhõng nhẽo cười nói. Nghe nói Đinh Linh Nhi của Thương hội Thiên Nguyên chính là hồng nhan chi kỷ của Vân Thiếu, còn có một nữ tử thân phận không rõ nữa, một mực theo bên Vân Thiếu. Sao giờ xem ra, Vân Thiếu tu vị kinh người, tâm cơ như biển ở một số phương diện lại non nớt thế chứ. Lý Vân Tiêu ho khan hai cái, dung nhan phi nghe cơ hồ như dán vào hắn hắn vội vàng quay đầu đi che giấu bối rối của mình nói nói như vậy phi nghe thiếu chủ thật là lão luyện rồi phun nói lung tung phi nghe thoáng cái xấu hổ giận dữ nói đừng vội xấu thanh danh bổn thiểu chủ ta chưa bao giờ để bất luận nam nhân nào chạm qua bởi vì bọn hắn đều không có tư cách lý vân tiêu thấy nàng tức giận loại cảm xúc khẩn trương kia ngược lại đều hóa giải cười khổ nói ta cũng không phải thánh nhân gì, phi nghe thiếu chủ nếu không biết chừng mực thì ta thật sẽ ăn người đấy. Phi nghe hàm tình mạch mạch nhìn qua Lý Vân Tiêu, buồn bã nói. Ngươi nếu thật sự ăn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lý Vân Tiêu nói. Vì Phượng Hoàng thần hỏa, hy sinh như vậy đáng giá sao? Thân hình Phi nghe run lên, sắc mặt cơ hồ có chút tái nhợt, giận dữ nói. Ngươi cho rằng ta chỉ là vì thần hỏa sao? Ánh mắt nàng ánh mắt lộ ra một tia thê lương, thì thảo nói chỉ là vì thần hỏa thì ta tuyệt sẽ không ủy khuất bản thân như vậy ta nguyện ý với ngươi là bởi vì ngươi là lý vân tiêu là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân cùng tồn tại cùng thế hệ vô địch hai má nang dần đỏ lên trong mắt lóe ra tinh mang nói ta thích cường giả cũng ưa thích cùng cường giả tác chiến nam nhân của ta phải có thực lực hơn xa ta như vậy mới có thể thuần lá gan ta thuần thiên phượng huyết mạch cao ngạo trong cơ thể ta để cho ta cam tâm tình nguyện ủy thân cho hắn làm nữ nhân của hắn. Ta cùng kỳ quỷ cùng nhau rời khỏi thiên lĩnh Long Gia, chính là vì tìm ngươi, bởi vì có đồn đãi ngươi thân mang phượng hoàng thần hỏa. Lúc trước ý nghĩ của ta chính là giết ngươi cướp lấy thần hỏa, nhưng đánh xong một trận ở Trấn Hải Mộc, ta biết rõ điều này là không thể. Nhưng ta cũng không thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì ngươi chính là nam nhân có thể thuần lá gan của ta. Ta biết rõ ngươi có đinh linh nhi, cũng có nữ nhân khác. Nhưng ta không thèm để ý, nam nhân ưu tú có thể hấp dẫn đại lượng nữ nhân ưu tú, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Điều duy nhất ta để ý chính là thực lực của ngươi, đợi có một ngày ta có thể đánh thắng ngươi, cũng là lúc không thích ngươi nữa, cũng là lúc phỉ nhổ ngươi, vứt bỏ ngươi. Trong hai mắt phi nghê lưu chuyển hào quang, trên mặt đỏ ửng, càng lộ ra sở sở động lòng người. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Như thế nào càng nói càng không yên lòng rồi, thật giống như ngươi đã là nữ nhân của ta vậy. Phi nghe nhẹ nhàng cười cười, nàng giơ tay lên giật dây thắt lưng ngươi lý vân tiêu cả kinh như giật điện đứng lên cả kinh nói ngươi làm gì thế phi nghe cười nói ngươi không phải nói ta còn không phải nữ nhân của ngươi sao hiện giờ thì đúng rồi quần áo nàng thoáng cái đều chảy xuống thân mình khiến cho huyết mạch người phun trương hiện ra nhìn một phát là thấy hết phốc trong lỗ mũi lý vân tiêu phun ra hai đạo máu tươi sau đó vội vàng dùng tay bịt lại cả người lóe lên ánh sáng màu xanh liền biến mất trong mật thất. Khanh khách, Lý Vân Tiêu, ngươi có còn là nam nhân hay không? Trở lại cho ta. Phi nghe khanh khách cười ha hả, váy dài cởi ra thoáng cái đã mặc lại, lăng không xoay chuyển, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đợi khi nàng ra ngoài mật thất, Lý Vân Tiêu đã sớm mất đi bóng dáng rồi. Hừ, ngốc tử, đồ đần, mỹ nữ đưa tới cửa cũng không biết ăn. Phi nghe tức đến rậm chân, như lập tức cảm giác lời mình nói không ổn, thoáng cái hai má đỏ bừng, ngượng ngùng hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy. Lý Vân Tiêu quả thực đã bị cử động can đảm của Phi Nghê dọa sợ, một người đi dạo trong thành Tân Duyên hồi lâu, suy nghĩ có nên đi tử diễm các phó ước không, nếu lại gặp Phi Nghê thì không khỏi có chút xấu hổ. Hắn liên tục suy tư, nhưng cuối cùng vẫn đi về hương tử diễm các, dù sao đây cũng là hàng quân đình mời, hắn không muốn lỡ hẹn. Tử diễm các là một tòa lầu nhỏ thập phần tinh mỹ, lịch sự tao nhã, lại lộ ra một cổ đại khí, tuyệt không phải công tượng bình thường có thể kiến tạo ra được. Khi Lý Vân Tiêu đến thì đã là hoàng hôn. Lầu nhỏ xây ở một nơi tương đối yên tĩnh trong thành, cơ hồ không thấy thân ảnh nào cả, ngẫu nhiên có người đi vào, đều là thâm tàng bất lộ. Lý Vân Tiêu đứng ở trước lầu, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác không hiểu, nhìn qua tử diễm các, lộ ra vẻ mặt. Lầu các tất cả đều là dùng gỗ lim và ngọc thô chưa mài rũa hỗn hợp tạo thành, lộ ra cao quý chi khí sâu kín, dưới hoàng hôn, bóng dáng kéo dài ra, trong lầu dần dần thấp đèn lên. Nguyên một đám đèn lồng giấy dầu quất sắc sáng lên, thoáng cái chiếu sáng bừng, đèn hai bên rực rỡ mới lên, khiến lầu các lộ ra càng thêm tinh xảo xinh đẹp. "Ồ, Lý Vân Tiêu, đã đã vì sao không vào trong?" Đột nhiên một giọng nói truyền đến, chính là Kỳ Quỷ, hắn có chút hồ nghi nhìn qua, đồng thời nhìn quanh mọi nơi. "Phi nghe đâu rồi?" Lý Vân Tiêu giờ phút này cả người cũng không thể bình tĩnh nữa, kinh ngạc nhìn qua tử diễm các kia. Kiến trúc tử diễm các tuy rằng tinh mỹ, nhưng cũng không thể gọi là thần tác kiến trúc tốt hơn nó có rất nhiều nhưng Lý Vân Tiêu lại thoáng cái nhận ra loại phong cách kiến trúc này loại này công trình khéo léo tinh điêu mảnh khắc này trong đó mang theo tình thơ ý họa nồng đậm lại không mất khí phách hùng hồn lại liên tưởng đến họa quyền thác nước cực lớn nhìn thấy trong tinh Nguyệt Trai loại bút họa phác họa cơ hồ giống như đúc này khiến hắn rốt cuộc biết rõ chủ nhân chân chính sau lưng Tinh Nguyệt Trai là ai trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra một dung nhan tuyệt mỹ còn có vũ điệu nghiêng thế kia nữa hồng nhan vì ai múa một khúc ai là hồng nhan khuynh thiên hạ ân ngươi làm sao vậy kỳ quỷ phát hiện tình trạng của hắn có chút không đúng kinh ngạc hỏi không có việc gì lý vân tiêu lắc đầu nhưng sắc mặt kia còn có ánh mắt mất trật tự lại khó tránh khỏi hai mắt kỳ quỷ trong lòng kỳ quỷ cũng cảm thấy giật mình tu vị đã đến trình độ như bọn hắn rất khó có chuyện gì lại khiến cảm xúc trong lòng chấn động như thế hù chi là lý vân tiêu gần đây luôn lạnh như băng cao ngạo Phi nghe đâu rồi, nàng không phải cùng một chỗ với ngươi sao? Chẳng lẽ giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì đó sao? Sắc mặt kỳ quỷ thoáng cái cổ quái, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu cũng trở nên giống như cười mà không phải cười. Khục khục, ngươi nói gì thế? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ sâu xa, nhưng nội tâm vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cũng từ trong miệng Lạc Vân Thường biết được chuyện thần Tiêu cung phong sơn năm đó phỏng đoán ra hơn phân nửa là vì mình vẫn lạc, khiến cho khúc hồng nhan bị kích thích, lúc này mới một lần hành động phong thần tiêu cung. Hiện giờ rốt cục muốn một lần nữa xuất thế sao? Khó trách hiện giờ nhân vật trưởng quyền tinh nguyệt trai đều là nữ tử, nhìn tư chất hàn quân đỉnh, cùng với quỷ hoa bà bà võ đế cửu tinh không rời nửa bước, hơn phân nửa chính là thiên tri kiêu tử một đời mới của thần tiêu cung rồi. Hồng nhan, ngươi có khỏe không? Lý Vân Tiêu trong nội tâm thở dài một tiếng sâu kín, trên mặt tràn đầy cô đơn vô tận, một đôi mắt dưới hoàng hôn rỡ xuống, mông lung như nguyệt sắc. Sao hả? Bị kích thích sao? Kỳ quỷ cười rộ lên. Khắc khắc mười mười mười, tính cách phi nghe ta rất rõ ràng, là một tu luyện cuồng, luận võ cùng mười phần. Chuyện duy nhất có thể khiến cho nàng hưng phấn không gì qua chiến đấu với cường giả, ngươi rất phù hợp yêu cầu của nàng. Kích thích con em ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đánh ra một tát kỳ quỷ cả kinh, thân thể thoáng cái hóa thành lôi điện tránh đi. Võ giả lôi hệ có chung đặc điểm chính là thân pháp cực nhanh, nhanh như tia chớp. Nhưng hắn vừa mới chớp động, đã như thuấn di thối lui mấy trượng. Cái gì? Còn chưa thở ra một hơi, liền hoảng sợ phát hiện cái tát kia của Lý Vân Tiêu đã theo sát lấy như quỷ mị, hoàn toàn không bỏ qua. Bê A ngã, một trưởng kia rắn rắn chắc chắc vỗ vào trên ót hắn, khiến hắn đau rát. Trong trận chiến chấn hải mộc, toàn bộ quá trình hắn đều bị ngất đi, chỉ là sau đó nghe xong Phi Nghê và mọi người nói như vậy, đối với Lý Vân Tiêu vẫn luôn có hoài nghi. Nghĩ thầm mặc dù mạnh hơn mình, nhưng cũng không mạnh quá nhiều, dù sao mình vẫn cao hơn hắn một cảnh giới. Nhưng một tát này tới, mới đột nhiên phát hiện, mình dưới công kích của đối phương lại hoàn toàn không có năng lực né tránh. Mình gần đây dùng tốc độ chứ danh ở trước mặt đối phương lại không hề có ưu thế gì cả. Đi thôi, giao lưu hội đoán chừng đã bắt đầu rồi. Lý Vân Tiêu đứng ở đây hồi lâu, cũng không trông thấy có người đến, người khác có lẽ đã sớm vào rồi. Kỳ quỷ kiềm chế kinh hãi trong lòng, đột nhiên khặc khặc mười 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 nở nụ cười. Ta rốt cục hiểu rõ nguyên nhân phi nghe một mình tìm ngươi rồi, ha ha, trong thiên hạ này rốt cục đã xuất hiện người có thể hàng phục nàng. Ta vốn cho rằng người nọ sẽ là tần xuyên chứ, ha 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 ha. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ âm lãnh, lạnh giọng nói. Ngươi còn muốn bị đánh. Kỳ quỷ lập tức ngậm miệng lại không lên tiếng, dù sao mình cũng là long gia thiếu chủ, thân phận tôn quý, bị đập ót như vậy uy nghiêm còn đâu nữa. Nhưng trong mắt của hắn mỉm cười, Thủy Trung vẫn là thần sắc tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Lý Vân Tiêu chẳng muốn để ý tới hắn nữa, mang tâm tình phức tạp đi vào trong lầu các, một đạo thân ảnh phấn hồng sắc lóe lên, một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước cửa, nói. Thiệp mời của nhị vị đâu? Hai người cùng đẩy thiệp mời tới. Nàng kia kiểm tra từng cái, nụ cười trên mặt trở nên chân thành nói. Hai vị khách quý, mời vào trong. Tiểu Lan dẫn bọn hắn đến tôn sảnh số 1. Bên trong lập tức xuất hiện một nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng hạ thấp người nói. Hai vị xin mời đi theo ta. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, liền đi theo phía sau. Dựa theo thời gian suy tính, thần tiêu cung phong sơn đã gần 20 năm rồi. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Các nàng trước thành lập một thương hội, Năm toàn bộ tình báo thiên võ giới trong tay, lần này rời núi, đích thật là phương pháp thỏa đáng nhất. Kỳ quỷ mở miệng nói. Bối cảnh tinh nguyệt trai này cũng không tầm thường, lăng không thoáng cái đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng liền cuột khởi trở thành một trong bảy đại thương hội, khiến cho người trong thiên hạ đều phải ghé mắt. Tiểu Lan dẫn đường thân thể nao nao, liền mỉm cười không nói. Lý Vân Tiêu thì mặt không biểu tình, đi theo sau lưng Tiểu Lan, ba người đổi qua mấy hành lang gấp khúc, rất nhanh đã đi vào một tầng lầu nhỏ kỳ quỷ nhịn không được nói. Lý Vân Tiêu, ngươi đối với y tinh nguyệt trai này không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Vân Tiêu nói, rất kỳ quái, nhưng trong thiên hạ nhiều quái sự, nào rãnh mà đi tìm hiểu hết chứ? Khanh khách, Tiểu Lan nhịn không được cười thoáng một phát, chỉ vào một gian phòng bình thường phía trước, nói. Chúng ta đã đến, nơi này chính là tôn sảnh số một, trưởng quầy và chư vị đại nhân đều ở bên trong. Kỳ quỷ kêu nói. Cô gái nhỏ, các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện hả? Tiểu Lan che miệng cười nói. Tự nhiên là từ trong bụng cha mẹ xuất hiện rồi, hai vị khách nhân mau vào đi thôi, Tiểu Lan cáo lui. Kỳ quỷ thấy hỏi không ra chút nào, không thoải mái hử một tiếng. Hai người lần lượt đi vào trong phòng kia, bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng, bốn cây đèn kim loại chạm khắc đặt dưới đất, trên đó đặt một viên minh châu lớn chừng bàn tay, tách ra hào quang nóng sáng. Ở tám mặt minh châu đều có một khối thủy tinh hình lăng trong suốt, trên đó đều khắc lấy trận pháp, tám khối thủy tinh đều không tương liên, nhưng vẫn chiếu ứng lẫn nhau, như là một cái đèn chụp vậy. Nhưng thực tế tác dụng lại là xuyên thấu qua không ngừng chiết xạ và phản xạ, phóng đại ánh sáng hạt châu, chiếu dọi đến một một góc trong phòng. Trong phòng sớm đã ngồi đầy hai hàng, chừng hơn 30 người, vừa thấy hai người tiến đến, đều chuyển rời ánh mắt qua.